Hôm nay gần 16.400 thí sinh tỉnh Hưng Yên bước vào ngày thi thứ hai và cũng là ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Buổi sáng các thí sinh làm bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên gồm các môn vật lý, hóa học, sinh học hoặc bài thi tổ hợp khoa học xã hội gồm các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân. Tùy theo mục đích dự thi, thí sinh tự do có thể chọn cả bài thi tổ hợp hoặc chỉ chọn một số môn thành phần của bài thi tổ hợp cho phù hợp. Trong khi đó, thí sinh đang học lớp 12 bắt buộc làm trọn vẹn 3 môn thi của một bài thi tổ hợp. Buổi chiều, thí sinh dự thi môn ngoại ngữ. Tại Hưng Yên, thí sinh lựa chọn đăng ký dự thi 5 trên 7 môn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật và tiếng Hàn. Trong đó, số thí sinh chọn môn tiếng Anh chiếm 99,34%. Đề thi môn ngoại ngữ gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm. Thí sinh nhận xét đề thi vừa sức, bám sát kiến thức trong sách giáo khoa nhưng vẫn có câu hỏi phân loại thí sinh. Trong ngày thi thứ hai, toàn tỉnh không có cán bộ giáo viên làm nhiệm vụ và thí sinh vi phạm quy chế thi. Theo kế hoạch, kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ được công bố vào 8 giờ ngày 17 tháng 7. Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo từ ngày 17 đến ngày 26 tháng 7.